đi chùa là à, mình có muốn đi chùa lên thăm thầy Nghĩa với thầy Dưỡng thì lên, chứ còn nhướng lên cho nhăn nhăn cái chán luôn á. Không có hả? Không có tivi nha. Xe đặt đâu không có tivi được hết vậy hả? À thôi 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 nhăn cái gì đó. Thôi 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 thôi. Ý là con không có đi gì mà. Nè 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 nè, được chơi của con nè. Nè nói chuyện thôi bà. Mà ăn cơm đi. Hả? Rồi. Sao? Con coi cái đầm đi kìa. Cái gì? Ủa, hả? Mới nghe tiếng Anh đâu hả? Dọn anh chăm nhà tắm. Dọn rồi. Anh đang dọn dẹp sạch sẽ trước khi ăn. Nữa. Nghe tiếng. Nghe tiếng rồi gớt áo đẹp của con người ta rồi. Đi nè. Sao mà coi chưa được? Nằm như vậy sao mà coi chưa được? Ăn quá trời còn đòi đi nấu cơm nữa. Trời ơi, đồ ăn như vậy mà đòi đi nấu cơm nữa. Nói rồi. Sao mà bánh mì bên trên cầu thang đó. Thật chơi đi cho người ta ăn cơm hay chưa, nghe không? Con ăn không? Con ăn không hả? Quẹt cái con miếng gì mặn mặn nha, cho nó mặn mòi nha. Sao con ăn chưa được mà cứ hỏi hoài hả? Tấu đầu dưới kìa. Thấy muối thì chanh đó không? Đủ rồi. Em mở đi, đang hư móng tay chơi. Biết chơi gì vậy?